hơn 2 phần 3 dữ liệu của người dân Việt Nam mình đi là bị lộ. Một cái câu duy nhất mà cái người nạn nhân hay hỏi em nhất á, anh ơi làm sao để mà lấy lại được tiền. Một người có thể là hiểu biết về công nghệ đi nhưng vẫn bị lừa, giống như mình đang cho họ một cái vaccine vậy đấy, để họ lên trên mạng họ được an toàn hơn. Cộng đồng cùng nhau bảo vệ cộng đồng mà, sợ các bạn lấy cái danh nghĩa của chống lừa đảo đi lừa đảo người khác. Em tin rằng thì cái đó hơi khó tránh thật, đôi khi là mình chặn thì giúp đấy, nhưng mà cái thiệt hại lại xảy ra với những người khác. Nói chung là mình đang đi đánh đổ cái miếng cơm người khác mà.